chỉ mang tính chất giải trí, tạo sự vui vẻ và giúp mọi người được xả stress sau những ngày làm việc và học tập mệt mỏi. Nhớ là đừng làm theo nha. Tôi biết rồi, tôi nghỉ chơi luôn đó. Em ơi, em cho anh hỏi, em học lớp nào? Vướng cái chó gì mày? Em kiên quyết sáng cho anh. Em trả lời. Em học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 5. Chứ em không có học lớp dung. Nhiều phần luôn em ơi, một ngày tôi làm mấy phần luôn. À đúng rồi em ơi, có anh em nào mà đã phá đảo hết tất cả những phần của hai đành My Game By Bob luôn rồi thì cũng đừng quên là comment bên dưới. Tôi sẽ tìm video của đó và tôi sẽ ghim comment người đó luôn nha em ơi. Nhớ comment nha, mấy nay tôi hay tìm, mấy nay tôi hay trả lời bình luận lắm. Và trước khi đọc video ngày hôm nay, các bạn hãy dành đến chút thời gian để lượn vào shop của tôi và ủng hộ cho tôi vài con ngạc ở trong shop RobyTV Roblox.com. Shop bán ngạc Roblox Love Food giá rẻ, cày thuê siêu tốc Robot 120 giờ và có cả game map giá rẻ, còn có rất là nhiều ạc Roblox Love Food giá cực kỳ là hời mà lại rất là phải chăng, chỉ có mặt tại shop của tôi. Và khi mọi người mua hàng ở shop tôi, các bạn hãy nhớ là nhập ngay mã code Ruby đẹp trai để có thể mà được giảm ngay 10% tất cả những sản phẩm trong shop của tôi luôn nha. Đường link shop của mình sẽ để dưới phần mô tả và phần bình luận nha. Nhớ ủng hộ tôi để tôi có tiền ăn mì gói. Qua ngày gia mini, cảm ơn mini rất là nhiều. Rồi bây giờ chúng ta lại bắt đầu với hai đền ba game bay bơm ba anh em ạ. Ui giời, ở đây nó sẽ có 30 ngày nha anh em ơi. Hình như mấy nay tôi đã chơi là toàn là 28 ngày nó dừng lại anh em ạ. Rồi ngày thứ nhất, ok ngày thứ nhất này để tôi xem qua. Mẹ tôi vẫn nấp trong tủ như thường ngày anh em ạ. Rồi đúng rồi rồi đó, mấy cái ngày đầu thì nó lúc nào nó cũng dễ bạn ơi đó, mấy cái ngày đầu lúc nào nó cũng dễ. Ngày thứ hai nè, rồi tôi đi tìm cái thang. Trời ơi, mẹ tao nấp trong cái ghế, mẹ tao bảo nấp trong cái ghế vãi chữ thật sự luôn. Rồi mấy ngày đầu thì nó dễ rồi anh em ơi. Ê tôi chơi riết tôi quen luôn bạn ơi. Cái máy chơi game mẹ tao đứng đây phải không, đúng biết ngay mà, tao biết ngay mẹ tao đứng đó mà bay ơi. Rồi cây chổi nè, ở đây thì nó không có cái gì hết, cái cây không có cái gì hết, vậy thì cái máy chơi game nó sẽ nằm đây anh em ạ. À trời ơi tôi quen rồi anh em ơi, tôi chơi qua hai phần là tôi đã quen rồi. Còn mẹ tao nấp, mẹ tao có cái đầu ở trong đó, nhìn thấy ghê quá vậy hả. Trời đất ơi là trời, thấy ghê quá nha. Cái thang này bị hư nè, không đứng lên được nè, đứng là bị ngã. Mình phải chồng cái sách lên anh em ạ. Sao bắt gì mày chồng mông vô mặt tao. Cái này mình sẽ bỏ, mình không lấy cái thang nè. Đấy, mình sẽ lấy chồng sách, mình để là mình kê lên mình lấy anh em ạ. Đúng rồi. Ok, ngày thứ năm. Ui dồi, nó lại nhanh gọn lẹ quá. Ông ngoại đâu nữa. Rồi đó, rồi ông ngoại uống Coca Cola. Ông ngoại ơi, mình lâu lâu mình ngồi mình uống Coca Cola. Cây mẹ tao đang núp á bay ơi. Bay thấy mẹ tao không? Đó mẹ tao núp lù lù đó luôn á. Vậy lắm mày ơi, chứ tao quá mệt luôn rồi. Ha, à, Mentos. À, hiểu hiểu. Đây rồi, con chế cho ông ngoại uống nha. Thêm vài cục Mentos vô nữa. Chúc ông ngoại hưởng lộc bình an. Rồi ông quăng cái bông ông qua kia luôn em ơi. Con xin nha. Ok. Ngày thứ 6. Ngày thứ 6 còn cái máy không? Đẩy khói nè. Ok, cái này là mình phải đặt. Ê mày ơi, tụi bay thấy cái gì không? Đôi mắt ở nằm ở trong cái đống cỏ tụi bay ơi. Cái này hỏi này được không? À đấy rồi, xem tí bị lừa rồi nè em. Xem tí bị lừa rồi. Trời ơi, mẹ sao lừa được con? Sao mẹ lừa được con được? Ngày thứ 7. Ngày thứ 7 mẹ tôi núp phía sau đây phải không? À đâu, cái máy VG rồi đây. Trời ơi, không thấy, con đâu thấy mẹ núp ở đó đâu. Ôi đừng lấy cái ví tiền ở đây bơi. Xem tí tôi ngẫm rồi. Đâu thấy mẹ đâu, trời đâu có thấy hai bàn tay mẹ xinh. Đây con búa cho mẹ xem. Ai rồi cho ông ngoại đeo VG là đúng rồi. Thực tế ảo đi ông ngoại ơi. Hello ông ngoại, hello ông già. Ê ông ngoại mình hơi lố nha, ngoại hơi lố nha. Rồi ngày 8 thì đây có cà rốt nè. Ui ai có hươu cao cổ. Đây rồi, ai rồi. Ăn đi em ơi. Mình ăn cho mình cao lớn, mình cổ dài ra nữa em nha. Nói gì, đừng nói là nó ẻ ra nha mày. À cái đầu tiên là tôi lấy ra là tôi sẽ lấy được cái chìa khóa rồi nên má tôi ngựa. Quá ngựa rồi cái chìa khóa nằm đâu vậy? À đây rồi, chìa khóa đây. Lần thứ hai mà tôi còn lấy nữa một cái nghĩa là mẹ tôi xuống á bay ơi. Trời ơi là trời, quải thiệt, quải trưởng lắm luôn rồi anh em ơi. Ngày thứ 9 là xe nè. Xịt keo hả? Ok. Cái này chúng ta xịt vào xe phải không? Rồi tôi hiểu sơ sơ rồi anh em ạ. Tôi hiểu sơ sơ rồi. Từ từ nha, tôi cầm cái chai xịt này nè. Tôi sẽ xịt vô đây. Đấy, tôi sẽ xịt vô đây là ông này ông không đủ xe nữa anh em ơi. Chạy xe lẹ anh ơi, đúng rồi. Xin nhẹ. Trời
ơi, cái này chơi là phải dùng cái đầu. Cái này chơi là phải dùng cái đầu. Ủa sao lại có con bò tót ở trong nhà tao vậy? À, ông ngoại tao đang nằm, nó ra lại là ông nội tao nằm nữa, nằm hoài đi. À, lấy cái áo màu đỏ và à, hiểu. Chùm đến đầu ông rồi. Đúng rồi. Dễ dễ. Trời ơi. Lại là dễ dàng nữa bạn ơi, lại là quá dễ dàng luôn rồi. Mẹ tao đứng ở đây nữa. Làm gì đây ta? Cái này phải làm gì đây anh em ơi? Anh em ơi, ai biết khờ biết chỉ cho tôi với nha. Bây giờ các bạn có 3 giây để chỉ cho tôi qua được cái màn 11 này nha anh em ơi. 3 2 1. À, các bạn chỉ, các bạn nói tôi á là bấm vào cái này để mở cái này ra anh em ơi. Ok. Ui. À, có cầu vồng luôn nè. À, sao gì đâu mà ảo ma gì sao cầu vồng nó xuất hiện trong nhà tao luôn vậy bay ơi. Trời ơi là trời. Ok, nói chung là cảm ơn mọi người đã chỉ mình nha. Ôi, có con hay con dâu xuất hiện ở nhà tao luôn vậy. Ủa alo. À, rồi cho con dâu hỏi lên nè. À, cho con dâu hỏi lên nè. Nhỏ nhỏ em gái tao giật. Trước khi nó giật mình là tao giật mình trước rồi tụi bay ơi. Hình như là tôi phải lấy cái trái bóng ra mấy bạn ơi. Ừ, hình như là mình phải lấy cái trái bóng ra từ từ nha, cho nó hỏi lên nè. Đó đó đó, từ từ nha. Ok. Rồi, lấy trái bóng. Đấy, rồi để ngoài đây. Ok. Rồi qua đây. Trời ơi đúng rồi, nhỏ em gái ơi, ngu như quỷ. Gì nó cũng tin đến em ơi. Rồi tới ngày 13. Ui dồi, tới ngày 13 mẹ tao khóa cái tủ luôn rồi anh em ơi. Trời ơi là trời. Ok. Cái cửa này mở được không? À, mình lấy được cả mây luôn. Cái đầu này mẹ tao chắc chắn luôn nè. Chỉ có mẹ tao thôi tụi bay ơi. Cái gì? Trời ơi muốn cắn. Từ lại cái bạn ơi. Lại cái này. Lấy cái này ra. Rồi ok. Mày coi cái nó lướt không? Cái này mẹ tao nhìn là biết mẹ tao gọi này con rắn. Nhìn là biết con rắn rồi anh em ơi. Đây rồi mây nè. Ok. Mình còn lấy. À đây rồi, chìa khóa. Oh my god. Ok rồi. Mở tủ. Đúng rồi. Lấy. Trời ơi dễ dàng thế nha. Nó lại quá dễ dàng luôn anh em ơi. Ui. Mẹ dạo đây mẹ hơi lộ liễu nha mẹ ơi. Đó mẹ đứt trong cái hùng hùng này là biết rồi anh em ạ. Quá trời lộ liễu rồi anh em ơi. Rồi ok. Lấy. Trời. Đơn giản. Ngày 15. Thời nay tôi chơi nhanh hơn mọi hơn mấy bạn ơi. Cái này trời ơi mẹ tao lại núp ở đây nữa. Cái này con rắn tao hứa tụi bay. Cái này là con rắn tao chắc chắn luôn. Ok. Lên lấy được không? Ui hình như không lên được hả. À cái này mình phải cho cái này mình tưng lên các bạn ơi. Đúng rồi. Đúng rồi, tưng lên tiếp. Đúng rồi. Đúng rồi, lấy đi thằng quỷ. Đúng vậy. Trời ơi, dễ dàng luôn. Ngày 16. Ngày 16 mẹ tao núp ở trong đây. Sao mẹ mình hay núp những cái chỗ mà nó hơi ảo ma các bạn ơi. Nó hơi kỳ lạ mọi người. Ừ. Mẹ mình hay núp mấy cái chỗ mà nó hơi kỳ lạ lắm anh em ạ. Mở ra được không? Không được anh em ơi. À được. Nó dùng một móng tay mà nó mở ra được cái dưa hấu luôn. Kỳ lạ thiệt anh em ơi. Ừ nó rất kỳ lạ luôn á. Cái này là mình. À cái máy chơi game của mình đang nằm đây các bạn ơi. Từ từ nha để mình lấy đồ ăn cho con quỷ này nó ăn cái anh em ơi. Ủa còn được lấy bánh con nhỏ em gái không? Mình đã chạy mình tụt quần luôn anh em. Mình chỉ lấy con cá thôi các bạn ơi. Đó mình chỉ lấy con cá thôi cho con này ăn rồi. Đó lấy máy chơi game. Rồi còn cái nào khó hơn thử thách tôi một lần luôn đi anh em. Còn nào khó hơn thử thách tôi một lần. Rồi tới một đứa này nữa. Quỷ này mày ảo thuật tao hoài đây. À tôi hiểu ra được vấn đề rồi anh em ơi. Đây trời ơi cái máy chơi game phía sau mông tôi. Trời ơi là trời hèn chi. Ngày 19 là mình bấm cái nút này phải không? Ok. Rồi làm sao nữa vậy? Trời ơi. Trời ơi. 2000 years later. À đi rồi. Cây tên nhà trời. Đúng khó luôn các bạn ơi. Đúng khó luôn. Ôi sao giờ nhà tôi có pháp sư luôn rồi tụi bay. Nhà tao biết rồi giờ có pháp sư luôn rồi mày ơi. Mình phải tìm cách cho ông pháp sư này ông ngẫm anh em ơi. Đó. Trời ơi chứ cái này là mình đang hồi máu cho ổng. Đấy mình phải cho ông ngẫm để ông bỏ cái dòng này ra. Hèn chi trời ơi tao nghi nãy giờ rồi mà tao làm thì tao không biết luôn á. Biết rồi tao đang lẽ thì tao không biết luôn á. Rồi ngẫm lẽ đi rồi biết rồi sao mẹ tao mời tới pháp sư hãy cúng người vô luôn rồi sao không hiểu luôn anh em ơi. Ngày 21. Ok. 21. Ủa nhà tao có con chó luôn rồi. Không được lấy cái bánh cho con nhỏ em gái nè đó. Lấy cái dĩa. Ok. Wow. À đây rồi. Trời ơi tôi định lấy cái bánh pudding đinh cho nó ăn anh em ơi. Mà tôi mà lấy cái em gái tao qua luộc tao luôn á. Rồi ngày 22 nè. Cái máy chơi game này trong đây hả? Cái này không lấy được. Mẹ tao nè. À cái này à him con gùi nữa. Ok. Cái này him him con gùi. Rồi con gùi bay qua chơi với mẹ nè. Đúng rồi. Lấy cái này nè. Ok. Rồi tiếp theo chúng ta nên làm cái gì đây nhờ? Ồ, thì ra là cắt cái lọ ra anh em.
em ơi. Hiểu hiểu hiểu. Rồi chúng ta lấy cái này cũng không có làm gì hết đây em ơi. Ừ rồi. Đó trời ơi, nhanh gọn lẹ đó nha. Ngày 23 cái tủ này đã bị khóa lại rồi các bạn ạ. Đó, còn cái này trong đây có một cái gì đó không biết, thêm một cái búa nữa. Và bây giờ nhiệm vụ chúng ta sẽ cậy cái búa này ra. À, tao nghi mẹ tao trong hết tụi bây ơi. Tao giả vờ nhưng tao nói tao không thấy. Hình như là cái này là mình lấy lại. À lấy lại được các bạn ơi, để à hiểu rồi. Đây. Sợ dễ. Chúng ta làm cái mặt bên các bạn ơi. Đây. Đầu tiên là mình sẽ cạy để mình lấy cái này ra nè. Đó, và chúng ta sẽ để bên đây nè. Đấy, và cái này làm bắp bên. Yeah! Ok, goodbye bơm. Lấy liền luôn cho nó lóng anh em. Ngày 24, tôi nghĩ là chúng ta nên đi tới máy chơi game các bạn ạ. À, đây, và ở đây có xe hả? À, rồi, qua lấy. Ui dồi ôi, cái màn này dễ thế nha. Rồi, có một cái tờ không điểm ở đây. Thấy bà rồi mẹ tao, bà thấy chắc mẹ tao cạo đầu tao luôn quá tụi bay ơi. Ừ, cái này cũng không lấy được nè. Ha, cho mẹ xem tờ cậu. Ủa không được, cho mẹ xem là mẹ tao luộc tôi luôn, không được. Vậy là tôi không nên cầm cái tờ giấy không điểm rồi anh em ơi, tôi chỉ nên xài cái cân thôi. Đấy, và mình chỉ cần xài cái cân thôi anh em ạ. Đấy, và cái cân đưa ra mẹ đứng đây nè. Đấy. Và mình hiểu rồi, đó cho mẹ mình cảm giác mẹ mình đang rất là nặng và chúng ta lấy máy chơi game. Ui trời, dễ thế nhờ. Nó lại là quá là dễ dàng với tôi luôn. Rồi cái máy chơi game tao bị đóng băng rồi, mẹ tao đứng ngoài nữa. Rồi bây giờ sao ta? Rồi cái này là nó có tự tan hả? Nó tự tan không? 1 hour later. Thấy chà cục đá nè em ơi. À đây rồi, nó tan rồi. Đây. Ui trời ơi là trời. Rồi đây chúng ta có cái vòi nước hả? Ui, chúng ta có cái dĩa nè, ok. Và ha, đổ nước vào đây. Rồi lấy một cục đá như thế này và chúng ta để đây hả? Ui rồi cái này để đâu? À cái này để đây hả? Ủa là sao tự nhiên để đây vậy ta? Từ từ nha, để mình lấy thêm vài cái nữa anh em ơi. Mình cũng không hiểu tại sao mình lại để đó nữa. Ok. Và chúng ta lại tiếp tục bơm nước tiếp. Ui rồi cuối cùng là tao đang làm cái gì đó phải không? Tao đang làm cái gì phải không? À cho cái tường này nó nặng hơn, nó sẽ xuống và cái này của tôi nó sẽ đi ra ngoài. Trời ơi, đúng là game anh em à, đúng là game này ảo ma thật sự luôn. Ngày 28 có cái cục đá nè, đây có đốm lửa nè. Ok, chúng ta lấy que củi và chúng ta kéo để đây và bum. Ôi trời ơi, tôi bị lừa rồi anh em ơi, vãi cả chưởng thật sự luôn. À hình như là mình vẫn còn lấy được mấy cây củi này anh em ơi. Rồi chúng ta sẽ để cây củi đây và đẩy được không? Ui vẫn chưa đẩy được các bạn ơi. Cái này vẫn chưa đẩy được các bạn ơi. Ok, cái này mình còn lấy được thêm cái gì nhờ? À cái chủ này nữa, đúng rồi. Đẩy được không? Ui vẫn chưa đẩy được luôn hả? À đẩy được. Rồi, trời ơi, lúc nãy là tao bị dụ tụi bay ơi. Trời ơi, mẹ dụ hoài luôn, mẹ báo luôn quá mẹ ơi. Rồi tới ông ngoại tao rồi. À rồi tao sẽ tới nhỏ em tao, nó cầm cái cây đó hay ghê, cái cây dùi cua gì tụi bay. Rồi, à lấy một ngôi sao. Ui giời, không lấy được ngôi sao này. À lấy được cái này luôn các bạn ơi, lấy được cái cây này vậy mình sẽ đặt đầu ông ngoại mình đâu rồi nhớ. Ủa ông ngoại tao làm gì vậy? Ông ngoại tao làm gì vậy? Ông ngoại ơi, ngoại làm gì vậy? À lấy ngôi sao của ông ngoại rồi. Ông ngoại đừng có thả cái tướng nó trước mặt con được ông ngoại ơi. Rồi tụi bay có gì không? Ui vẫn chưa lấy được các bạn ơi, vẫn chưa lấy được rồi. Bây giờ mình làm bóp bóp cái này ra. Còn có cả cái karaoke gì nè anh em ơi. Cái này là cho nhỏ em gái vào hát hả? À lấy ngôi sao của nhỏ em gái anh em ơi. À hiểu. Mình lấy lại được cái này anh em ơi. Hình như là đập cái này ra và chúng ta sẽ Rồi đây rồi. Wow. Nhưng mà còn cái ngôi sao cuối cùng ấy nó sẽ nằm ở đâu vậy anh em ơi? Nó nằm đâu nhỉ? Anh em đâu biết, comment bên dưới liền luôn nè bạn ơi. Bạn có 3 giây để comment để chỉ tôi luôn nha. 3, 2, 1. À mấy bạn comment chỉ tôi là nó nằm ở trong cái dấu 3 chấm hả? À rồi hãy gọi anh em ơi, cảm ơn mọi người. Trời ơi game này nó hack não tôi quá anh em ơi. Nó quá trời hack não luôn mấy bạn ơi. Oh my god. Ok rồi, tôi đã thấy được cái máy chơi game rồi anh em ơi. Cảm ơn bạn kia đang xem video của tôi rất là nhiều luôn nha. Ngày 30, ok. Ngày 30 thì sẽ có cái gì đây nhờ? Ngày 30 là... Ôi mẹ tôi đang ngồi nè, sao mẹ tôi buồn thế? Làm gì mà mẹ tôi buồn quá bay? Ủa từ từ, lấy máy chơi game. Ôi, sao mẹ... Sao vậy mẹ? Mẹ của tôi đã bị sợ chết. Oh my god. À không, tao hắn mẹ tao vậy thôi chứ đâu có gì đâu anh em ơi. Tao hắn mẹ tao chứ tại vì mẹ tao không giấu được, ai ngờ đâu tao là người hắn. Ủa? Ủa? Mẹ! No! Cái đậu xanh! Mẹ ơi đừng làm!
cho tôi thì mẹ tôi đã lấy lại được. Sao quên, nói chung là nó mất sức quá anh em ơi, nó mất tiêu hết, nó mất hết rồi em ơi. Ok mọi người, thì chắc là mình cũng xin được kết thúc video đây. Và nếu mà bạn vừa hay, nút like, subscribe và nhớ tất cả các lần nha. Bây giờ thì bye bye mọi người, hẹn video mới vào ngày mai nha. Và cũng đừng quên là ủng hộ shop Red Team Rộng 5.0 của mình. Link mình đi cho mình mô tả và bình luận nha anh em ơi. Cũng bây giờ đi.